Alo, hello anh em nhé. Xin chào anh em đến với con game bài hôm nay nhé. Này con game bài này nhiều, con game muốn chơi phải đãi luôn anh ạ. Chưa biết chơi con game gì luôn anh em. Mình sẽ chơi con game Long Hội xem như thế nào nhé anh em. Bắt đầu mình vào game luôn anh em ạ. Má vào với cổ hỏa luôn anh em kìa. Ít mẹ cầu này mà vào nhảy luôn thì ok luôn đấy. Nhảy tầm vào khoảng 20 6 mới nghỉ luôn anh em. Nhảy cầu này đánh một mở hộ thôi nha anh em. Một mở long thôi nha anh em. Mẹ hộ nhiều về đãi luôn anh em ạ. Vãi đạn đi rồi anh em ơi. Một luôn mới đeo nhé. Thôi đầu mất quả đầu lại có mấy có sao ăn này dẻo nhận 2M luôn anh em nhé. Vẫn cứ theo long luôn anh em. Đánh cái này thì nó hên xui luôn anh em ạ. Mẹ mấy câu này đéo tín được đâu, cầu về nó bất nhão luôn đấy. Ok vẫn ngon anh em nhé. Cắn lên tầm 15M nghĩ ok luôn anh em ạ. Vẫn cứ 2M long luôn anh em. Cầu này thì mẹ đơn, cầu này cầu ai 2 thôi anh em. Đánh cái này chiến thuật của mình đánh như thế này anh em nhé. Đánh cái này anh em mất ít cùng nghỉ hơi ít anh em cùng nghỉ luôn anh em. Mẹ 9-10 mới đau anh em. Quá đen luôn anh em. Cầu một bộ luôn anh em kìa. Năng luôn đi. Cậu này cứ mình nghĩ có hòa luôn anh em ạ. Tuyển viên hòa cái thì mẹ nhân luôn. Đéo được luôn mà anh em. Phải đảo không thấy không xui ra nha anh em. Còn nó mình 1-4 hòa xem như thế nào nha anh em. Mình sẽ thắng xem theo cầu hòa quả này là thêm thế nào nha anh em. Đéo được luôn anh em kìa. Để xui đấy anh em ạ. Thì mình sẽ nghĩ một cầu này xem như thế nào nha anh em. Nghĩ cầu này thì phải đéo biết đường nào mà đánh luôn anh em. Mình thử bỏ qua một cầu xem như thế nào nha anh em. Cầu nào khó đánh đấy anh em ạ. Hộ nha anh em. 30 hộ luôn nha anh em. Cầu này mình chơi 30 hộ luôn anh em ạ. Nhỏ đi. Hỏa mới đau vãi lồn kìa. Má nó đi luôn anh em ạ. Nó trả lại ngon anh em. À đúng rồi, cầu hòa nó trả lại mà anh em. Quên. Thịt mẹ nó cứu luôn anh em kìa. Thôi nhân quả này 5M luôn anh em. Nó cứu quả này tất tay với nó luôn. Cổ cứu mình nè. Ok cho anh em. Lại như vậy thì thịt mẹ nó hòa với mình nhân liền chứ sao. Ok. Ngon anh em ạ. Lại về bờ đấy anh em nhé. Lại về bờ đấy anh em ạ. Lên khoảng mấy quả thì luôn là vô ok đấy anh em. Đánh cái này mình đéo tham đâu. Thắng một vài mờ mình nghỉ luôn anh em ạ. Ok vẫn nó đấy anh em. Thấy chưa, thắng một vài mờ cũng nghỉ luôn anh em. Đánh 1-8 theo hộ luôn anh em nhé. Ok nha anh em. Thôi 600k thôi. Nợ tay rồi anh em ơi. Để đánh 600k nghỉ luôn anh em.
cầu này 1-16 nhé, thắng thua cầu này mình nghỉ luôn nha, hồi được 3-10 được rồi, đéo tham là đâu anh em, hên hên ăn quả này thì đéo có gì để nói luôn đấy. Thấy chưa, thịt mẹ này anh em đánh sai cái mất luôn anh em kìa, thôi nghỉ luôn anh em ạ, bye bye anh em.